Các bạn đang theo dõi kênh YouTube Lan Rừng Ngọc Bền, một trong những chuyên kênh chuyên về mua bán, trao đổi tất cả các loại giống lan rừng có uy tín tại Cao Bằng cũng như trên toàn quốc. Và em là Quốc Duy, nhân viên bán hàng của cơ sở Lan Rừng Ngọc Bền. Hôm nay ngày 5 tháng 4 năm 2019 và cũng là ngày 1 tháng 3 đầu tháng âm lịch. Nhân ngày đầu tháng, em xin gửi lời chúc bình an đến tất cả các bạn. Chúc các bạn có một tháng, mọi công việc đều suôn sẻ và gặp nhiều may mắn. Sau đây em sẽ đi vào công việc là báo giá cũng như giới thiệu tất cả những mặt hàng lan mà cơ sở Lan Rừng Ngọc Bền có bán vào ngày hôm nay. Hiện giờ thì hôm nay bên em sẽ có bán cả hàng kg và bán theo combo nữa nhé các bạn. Chiều nay thì bên cơ sở bên em cũng sẽ có nghỉ để đi thanh minh nên là em sẽ nhận 10 combo và một số cái hàng kg nữa và sẽ bán hàng trong buổi sáng thôi nhé các bạn. Các bạn đặt lan vui lòng liên hệ trực tiếp sớm vào hai số điện thoại đó là 0984754102 và số điện thoại thứ hai là 0967615815 để được tư vấn và lên đơn hàng trực tiếp ạ. Đầu tiên em xin giới thiệu về mặt hàng combo của ngày hôm nay. Combo ngày hôm nay bên em sẽ bán có là 14 loại lan rừng với mức giá là 500.000 đồng nhé các bạn. Mỗi một combo ở đây thì sẽ có 14 loại lan và em sẽ giới thiệu chi tiết từng phần. Hôm nay bên em xin phép sẽ nhận khoảng 10 combo thôi nhé, bởi vì là chiều nay thì các bạn cũng có một số bạn bận để đi về quê và bên em cũng có bận để đi thanh minh nữa nên là sẽ nhận không nhiều combo đâu ạ. Combo ở đây sẽ có mặt hàng đầu tiên đó là mặt hàng Ngọc Thạch Lào nhé các bạn. Ngọc Thạch Lào, đây là chi tiết về lan Ngọc Thạch Lào ạ. Tiếp đến sẽ là mặt hàng lan Hoàng Thảo Sừng. Hoàng Thảo Sừng cũng đang là thời gian mà có rất là nhiều bông nụ nhé các bạn. Có những bông nếu nở cao thì đó đã bung lụa rất là đẹp rồi. Còn những cái nụ mà mắt nụ chưa ra đây, nụ này thì cũng chưa lên cao lắm nhé. Đây là mặt hàng lan Hương Hoàng Thảo Sừng đấy ạ. Tiếp đến bên đây sẽ là Ngọc Thạch Bắc nhé các bạn. Ngọc Thạch Bắc thì hiện giờ là đã cũng xuống cái này thì em chưa thấy cái mắt ngủ, chưa thấy cái mắt hoa đây. Còn những cái mắt mầm rất là cao rồi. Rồi tiếp đến là mặt hàng lan chuỗi ngọc. Tiếp theo nữa là hoàng thảo môi tua. Và tiếp đến sẽ là long tu xuân. Long tu xuân thì hiện giờ có cả cây ngắn và cây dài nhé các bạn. Bởi vì em bán combo thì hiện giờ để thuận tiện nhất cho cái việc đóng thùng thì sẽ lựa chọn những cây vừa tầm thôi, có nghĩa là tầm 25cm đổ lại. Tiếp đến bên cạnh đây sẽ là hương rừng hay còn gọi là điện biên đông đấy ạ. Điện biên đông nhá. Đến ở đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rồi nhá. Tiếp đến mặt hàng lan thứ 8 sẽ là ở đây là nhất điểm hồng nhá các bạn. Nhất điểm hồng này. 9 sẽ là hoàng lạp. Thứ 10 sẽ là đùi gà tròn. Các bạn nào nếu mà không thích đùi gà tròn có thể thay thế bằng đùi gà dẹt nhé. Bên em sẽ lấy đúng bằng cái số lượng mà tương ứng thay thế vào. Tiếp đến sẽ là lan kim điệp xuân. Kim điệp xuân thì bây giờ đang là mùa mà vừa hết hoa và xuống lá nhé. Nên là nó nhìn cái lá nó sẽ vàng như vậy. Nhưng mà đây là cái đặc điểm xuống lá của lan rồi, không vấn đề gì đâu ạ. Còn là mầm con, lấy về chơi mầm con rất là tốt nhé. Đây đang lên chi chít luôn nhé các bạn. Tiếp đến có thể là phi điệp vàng. Phi điệp vàng này các bạn cũng có thể thay thế bằng giáng hương miệng kín hai thùy nhé. Thì em cũng có thể thay thế phi điệp vàng bằng giáng hương miệng kín hai thùy cho các bạn. Tiếp đến ở đây sẽ là hoàng phi hạc nhé. Lan hoàng phi hạc thì bây giờ cũng đang xuống lá khá nhiều rồi đây. Chủ yếu là những cái thân bây giờ nhìn rất là khô vàng óng luôn nhé. Đây, thân mầm vẫn lên rất bình thường, không vấn đề gì nhé các bạn. Hoàng phi hạc. Và cuối cùng sẽ là mặt hàng van đa hương chanh. Nếu bạn nào mà đã có van đa hương chanh rồi đó, thì có thể yêu cầu em thay thế bằng lan phượng vĩ cũng được ạ. Rồi, vừa rồi là tất cả những mặt hàng của combo 500.000 ngày hôm nay nhé các bạn, gồm 14 loại lan ạ. Và bây giờ em sẽ đi vào chi tiết giới thiệu thêm những mặt hàng lan mà em bán theo kg. Ngoài 14 cái loại lan ở trong combo này ra ấy, thì nếu bạn nào có yêu cầu em cũng có thể thay thế cho các bạn. Có thể thay thế bằng sóc lào cũng được này, hay là lan nghệ tâm nhé. Nếu mà còn cái nào mà còn nhiều thì em có thay thế cho các bạn bằng những loại lan đó được, không vấn đề gì. Rồi ạ. Bây giờ em sẽ đi vào chi tiết giới thiệu những cái mặt hàng mà hôm nay bên em sẽ bán theo kg. Đầu tiên em giới thiệu sẽ là mặt hàng lan nghệ tâm ạ.
Lan Nghệ Tâm thì hiện giờ những cái bó này nó đã ra khá là nhiều nụ hoa rồi. Còn đây có một bó cá biệt, đây toàn hoa đây. Đây là hoa Nghệ Tâm nha các bạn, cánh trắng, họng nghệ và đỉnh thì là màu hồng ạ. Đây có những cái mắt hoa thì chưa lên đấy ạ, còn rất là đẹp. Bạn nào mà trồng thuần ở nhà rồi thì Lan Nghệ Tâm cũng đang bắt đầu vào một vụ đấy ạ. Như khí hậu ở miền Cao Bằng bên em thì cái bông của nó chưa nở to như vậy đâu, vẫn còn rất là bé, đang lên nhé. Còn tùy theo vùng miền thì có thể những cái bông có thể nở đã to hơn. Đây là bó to nhé các bạn, bó to em bán với mức giá là 150.000 đồng cho một bó ạ. Đảm bảo về là một búi rất là to và khủng luôn. Còn nếu bạn nào mà muốn trồng một cái búi nhỏ nhỏ vừa đủ thôi đấy ạ, thì có thể lấy bó với mức giá là 100.000 ạ. Bó với mức giá 100.000 đấy ạ. Nghệ Tâm thì rất là dễ trồng và dễ lên thôi nhé các bạn. Đây này, mầm con đang lên rất là nhiều rồi. Lấy về thì các bạn cứ buộc thẳng lên một cái cây, có thể cây nhãn, cây vú sữa hoặc là cây vải trước cửa nhà ấy. Không cần phải chăm thì mùa sau lên một búi thật to luôn. Tiếp đến là mặt hàng lan sóc tím Lào ạ. Sóc tím Lào thì em cũng còn ở đây cỡ tầm chục bó. Mỗi một bó 60.000 nhé. Đây là sóc tím Lào bó nhỏ. Sóc tím Lào bó nhỏ ạ. Còn đây là hàng long tu xuân và hoàng thảo vôi. Đây, nếu bạn nào mà không lấy long tu xuân ở trong con bò có thể thay bằng hoàng thảo vôi cũng được. Hoặc là hạc vĩ bắc nhé, em còn mỗi thứ một tí thôi. Ở đây thì để cho vào combo rồi nên là em sẽ không báo giá về hàng kg nữa nhé. Đây là tất cả những mặt hàng lan mà chút nữa em sẽ cho vào combo đấy để thay thế nhau với mức giá tương ứng. Còn đây là lan hạc vĩ Lào. Hạc vĩ Lào chỗ này cũng còn cỡ khoảng tầm chục bó nhé, 50.000 một bó ạ. Bác nào mà lấy hạc vĩ Lào riêng thì có thể mua từ 2 bó trở lên. Còn những bác nào mà mua chung các loại lan khác thì có thể lấy từ 1 bó. Trên đây em giới thiệu tiếp sẽ là mặt hàng lan dáng hương tam bảo sắc. Dáng hương tam bảo sắc 250.000 đồng một cân nhé. Dáng hương tam bảo sắc thì hiện giờ cái lô này cần hoa nó chưa lên cao, nhưng có những lô mà có thể cần hoa nó đã lên khoảng cỡ một gang tay rồi. Hôm qua em cũng đã xem qua lô hàng này. Cái hoa thì bây giờ là đang chuẩn bị mùa của dáng hương tam bảo sắc nhé, nhưng mà lô này cần nó chưa lên này. Hôm qua em thấy có một số mắt hoa thì nó lên, bắt đầu nhú nhú lên cỡ bằng đầu tăm rồi. Nghĩa là lô này nó ở một cái khu vực mà có thể là hoa nó sẽ nở muộn hơn, có thể là ở không khí lạnh nhé. Đây vừa tìm nói xong, đây một cái mắt hoa đang lên này, đúng vừa nhú bằng đầu tăm nhé các bạn. Đang là mùa bắt đầu hoa ở dáng hương tam bảo sắc nhé. 250.000 đồng cho 1 kg ạ. Còn đây là dáng hương miệng kín hai thùy. Dáng hương miệng kín hai thùy em bán với mức giá là 100.000 đồng cho 1 kg. Tiếp đến là mặt hàng lan môi tua. Môi tua bên em bán với mức giá là 150.000 đồng cho 1 kg nhé. Đây là môi tua, em sẽ quay chi tiết từng bó luôn. Môi tua đợt này lấy về rất là đẹp luôn, bởi vì là cái tỷ lệ xuống lá cực kỳ ít, lá còn xanh và mượt. Em giới thiệu tiếp, ở đây em có 3 cái bó thanh lý, 3 mặt hàng thanh lý đây nhé. Đầu tiên, một cái phần thanh lý thứ nhất. Phần thanh lý này thì em gọi luôn là phần thanh lý ý ngọc nhé. Phần thanh lý ý ngọc này thì có bao gồm là một cái đoạn này, các hôm qua đầu mối gửi lên, chắc là ông đóng hàng đó, ông đóng nhầm. Cho em luôn một bó là cái này, chắc là hạc vĩ Lào á, nhìn thân hơi mảnh. Thứ nữa đây gọi là hạc vĩ đi. Hạc vĩ có thể là hạc vĩ bắc luôn, vì cái thân nó không quá giòn đấy. Nên em cũng đang xem, đây là chắc là hạc vĩ bắc rồi. Nên có một thân hạc vĩ này, cũng khá dài nhé. Một thân hạc vĩ và một phần ở đây là những cái thân rời ý ngọc. Bởi vì nó quá là rời và thứ hai là em hết ý ngọc rồi, nên em cho luôn vào mặt hàng xả, lấy cho bác nào sưu tầm luôn. Mặt hàng thân nó rời nhưng mà này, nụ hoa còn rất là nhiều luôn. Hoa rất nhiều nhé. Đây ạ. Đây, vẫn còn mắt hoa luôn đây. Cũng mắt hoa luôn này. Mắt hoa tiếp luôn nha các bạn. Khi nãy có các bạn bảo là hay là lấy về trồng lên, nhưng em bảo thôi. Chiều nay bận quá nên không trồng nữa. Lấy để cho bạn nào tiện các bạn đấy lấy về, các bạn mua về để trồng lên giúp em nhé. Còn có hẳn một khóm dề nữa luôn. Khóm dề này thì nó mắt hoa còn rất là nhiều, nhưng mà bởi vì cái đầu này, cái đầu thân hoa có một số đầu bị gãy thôi.
Cái này gãy còn không phải là gãy từ đầu mà còn gãy của cái kia lên từ thân già luôn nhá. Nói chung dê này khá đẹp đấy. Đây phần thanh lý ý ngọc này có kèm cả hạc vĩ đây. Em xả luôn nhá. Với mức giá là 150.000 đồng phần thanh lý ý ngọc này. Quá là tốt cho một cái phần thanh lý luôn ạ. Cái dê này cũng tiếc luôn nhá. Ngày chiều nay bận nên không trồng được thôi. Thân con này lên chi chít luôn rồi. Phần thanh lý ý ngọc 150.000 này. Phần thanh lý thứ hai là ý thảo ba màu. Ý thảo ba màu này em cũng còn một phần đây. Cả thân già, thân ngắn lẫn lộn hết luôn đây. Phần này cũng thanh lý luôn, 150.000 đồng. Tiếp đến bên đây là hoàng thảo tam bảo sắc. Hoàng thảo tam bảo sắc hôm qua đặt về thêm nhưng mà đầu mối họ không có để gửi. Nên là chỗ này em cũng bó luôn, bán luôn 150.000 luôn nhá. Đây. Rồi ạ. Trên đây thì em mới về một lô quế. Đây là lô quế này toàn hàng dề thôi. Quế toàn hàng dề này thì đợi chiều nay bạn bền về bạn ấy sẽ báo giá sau nhé. Còn quế hàng dề này thì em chưa nhận được báo giá nên em không báo nữa. Còn bên cạnh quế hàng dề thì có sơn thủy tiên. Sơn thủy tiên cũng còn một chút thôi. 180.000 đồng cho 1kg nhé các bạn. Tiếp đến là phượng vĩ. Lan phượng vĩ thì em cũng bán suốt mấy phiên nay rồi đấy. Cũng giới thiệu khá là nhiều rồi. Mặt hàng lan nở mùa hè. Những bông nào mà đã ra sớm thì cái cần cũng khá lên cao rồi đây. Bông màu đỏ nha các bạn. Phượng vĩ nở từ tháng 4 đến tháng 6 nở lai dai. Bán theo 1kg, mức giá là 150.000 đồng cho 1kg ạ. Tiếp đến bên đây sẽ là lan đùi gà tròn. Lan đùi gà tròn em bán mức giá là 200.000 đồng cho 1kg. Lan đùi gà tròn và đùi gà dẹt hiện giờ đang xuống lá rất là nhiều nhé. Đùi gà tròn thì cái tỷ lệ xuống lá nó thấp hơn một chút. Nhưng mà hiện giờ cái thân chủ yếu là những cái thân này, cả thân tơ lẫn thân già bây giờ chỉ còn toàn thân là chủ yếu thôi nha các bạn. Lấy về trồng lên chăm sóc và để chăm sóc mầm con thôi. Hoa thì giờ chắc chắn là đã nở và đã tàn hết rồi. Còn lác đác là một bông đây. Các bạn khi mà đặt lan về để chơi và chăm sóc thì nên lưu ý là nên tìm hiểu trước cho em ạ. Một số bạn mà nhặt đặt lan bên em rồi sau đó nhận lan thì thấy cây đùi gà dẹt nó không có lá. Về cứ thắc mắc là em gửi đồ khô hay là cái gì, hàng hỏng thì em nói luôn là em cũng rất là bức xúc luôn. Bởi vì em gửi hẳn một cái dề rất đẹp, bảo đảm mầm gốc lên cho tất cả các bạn. Nhưng mà hiện giờ thì nhìn nó khô bởi vì là hoa lan thì nó chỉ sợ úng thôi chứ không sợ khô nhé các bạn. Gửi hàng khô đều đẹp, rất là lợi cân rồi mà vẫn còn là... thắc mắc là tại sao nó khô thế thì em cũng sau một thời gian em giải thích cũng như là cũng phải nói chuyện khá là lâu thì bác đấy mới ưng bụng. Và nên là các bác trước khi đặt lan thì cũng chú ý là tìm hiểu cây lan mà mình trồng giúp em. Đây là chi tiết về lan đùi gà tròn ngày hôm nay nhé. Em nhắc lại là 200.000 đồng cho 1kg, tỷ lệ xuống lá cũng rất là nhiều rồi, còn lác đác lá xanh thôi. Trên đây em giới thiệu tiếp sẽ là mặt hàng lan kim điệp xuân. Kim điệp xuân đang mùa hết hoa xuống lá. Lá vàng cực kỳ nhiều nhé các bạn. Về chủ yếu để chăm mầm gốc thôi ạ. Đây là những cái mầm gốc của kim điệp xuân đang lên đây. Đây là mầm gốc nhé. Còn lá thì trước sau gì cũng vẫn rụng hết thôi. Kim điệp xuân em bán là 150.000 đồng cho 1kg nhé. Tiếp đến bên đây sẽ là lan phi điệp vàng. Phi điệp vàng em bán với mức giá là 150.000 đồng cho 1kg ạ. Phi điệp vàng thì hiện giờ cũng là lan nở mùa hè nhé các bạn. Cỡ tháng 5 đến tháng 7 nở lai dai bắt đầu từ đó. Lan chuỗi ngọc thì đang hết hoa và xuồng lá. Em cũng bán theo giá thanh lý 140.000 đồng cho 1kg ạ. Trên đây cũng là một cái rễ quế. Rễ quế chiều nay nhận báo giá nha các bạn. Bên cạnh đây sẽ là mặt hàng lan hoàng thảo sừng nhé các bạn. Đây là hoàng thảo sừng. 250.000 đồng cho 1kg đây. Bông nào mà nở sớm thì đã ra bông rất là đẹp đây. Màu trắng xanh. Sắp tới nếu mà nó bung lụa đủ ấy, thì là sẽ là cánh trắng này, ở trong là sẽ có nhị xanh, cái nhị đây này, cánh mặt xanh ở đầu nhé các bạn, họng cũng xanh luôn. Còn những cái bông mà chưa lên đấy, 250.000 đồng cho 1kg hương hoàng thảo sừng nhé các bạn, em xin lỗi, hương rừng là Điện Biên Đông, còn đây là hoàng thảo sừng, 250.000 đồng. Còn đây, hương rừng ở trên này, hương rừng là Điện Biên Đông đấy, thân vàng óng. Hoa cũng màu vàng luôn nhé bạn. 220.000 đồng cho 1kg Điện Biên Đông hay còn gọi là hương rừng.
dưới đây em giới thiệu tiếp sẽ là mặt hàng lan Hoàng Phi Hạc nhé. Hoàng Phi Hạc hiện giờ thì em ở đây còn những cái thân mà nó không quá dài và cũng không quá ngắn nhé các bạn, nên là hôm nay em bán với mức giá là 180.000 đồng cho 1 kg. Còn cái loại 200.000 thì bên này đây, 200.000 còn một dề duy nhất này thôi, 200.000 còn một dề duy nhất, thân dài đều là to luôn. Còn hôm nay chỉ bán cái loại 180 thôi nhé, lẫn hàng lẫn rồi nhé. 180 này có cả thân dài và thân ngắn lẫn lộn nhau nhé các bạn. 180.000 đồng cho 1 kg hoàng phi hạc. Tiếp đến bên đây em giới thiệu tiếp là lan ngọc thạch Lào ạ. Lan ngọc thạch Lào chuẩn chỉ là ngọc thạch 3 màu luôn, 180.000 đồng cho 1 kg ạ. Thân thì có mảnh và dài hơn một chút so với ngọc thạch Bắc. Còn sức sống thì cũng như nhau, và thứ hai là hoa thì cũng chuẩn chỉ ngọc thạch 3 màu luôn ạ. Trên đây em giới thiệu tiếp là mặt hàng lan đùi gà dẹt ạ. Đây là lan đùi gà dẹt mà khi nãy em mới nhắc đến ở chỗ khi em giới thiệu đùi gà tròn đấy ạ. Bây giờ bác nào mà đi mua đùi gà dẹt nhá, thì ở bất cứ khu vực nào nó cũng như này thôi. Chỉ có đùi gà tròn ở Bắc Cạn là bây giờ còn là còn có thể là có nhiều hồng lá nhất, chứ còn bởi vì là khu vực Bắc Cạn này sẽ nở hoa khá là muộn. Còn bây giờ đùi gà, gà tròn hay gà dẹt ở đâu họ tỷ lệ xuống lá cũng rất là nhiều nhá. Đùi gà dẹt hôm nay em bán với mức giá là 180.000 đồng cho 1 kg nhé. Xuống lá rất là nhiều rồi nhưng không sao, xuống lá càng nhiều càng tốt. Xuống lá nhiều để còn dành dinh dưỡng mà nuôi những cái mầm này lên chứ đúng không ạ. Đây ạ, mầm con bắt đầu nhú này, bắt đầu nảy mầm lên đây này. Còn toàn bộ thì xuống chơi trụi lá rồi nhé các bạn. Nhận được lan thì sẽ không có chiếc lá nào đâu, nên là em cũng giới thiệu chi tiết như vậy luôn. Đây, không có chỗ lá nào đâu nhé các bạn nhé. Đùi gà dẹt bây giờ mùa đông vậy thôi. Đây, mầm thì đang lên rồi đây, bắt đầu nhú đây. Xuống lá càng nhiều càng tốt nhé, dành dinh dưỡng để nuôi mầm con. Tiếp đến trên đây, em giới thiệu tiếp sẽ là mặt hàng lan Hoàng Lạp nhé các bạn. Lan Hoàng Lạp thì hiện giờ cũng đang là mùa hết hoa xuống lá. Hôm qua là còn một số cái bông còn hoa, nhưng mà các bạn đóng hàng thì đã gửi đi cho khách rồi ạ. Em quay chi tiết luôn đây, Hoàng Lạp 150.000 đồng cho 1 kg. Hoặc là sẽ có tiếp là kim điệp thơm. Kim điệp thơm hàng giống nhé các bạn, 180.000 đồng cho 1 kg ạ. Thân khô đều nhẹ lắm thôi, một cân thì được rất là nhiều đầu cây luôn cho các bạn. Đây, đây là kim điệp thơm của ngày hôm nay, ngày 5 tháng 4 năm 2019 nhé. 180.000 đồng cho 1 kg ạ. Tiếp đến em giới thiệu tiếp sẽ là mặt hàng lan nhất điểm hồng. Nhất điểm hồng em bán với mức giá là 180.000 đồng cho 1 kg nhé. Em nhắc lại là 180.000 đồng cho 1 kg nhất điểm hồng. Nhất điểm hồng thì hiện giờ cũng vừa mới bắt đầu qua mùa hoa nhé. Hiện giờ thì bây giờ có những cái mầm thì nó bắt đầu lên đây này. Hôm nọ nhập về là hoa nở khá là to, nhưng phiên này thì bắt đầu có lác đác lên đây, nhất điểm hồng nhé. Bắt đầu vào mùa hoa thôi các bạn ạ. Em giới thiệu tiếp sẽ là lan ngọc thạch Bắc nhé. Lan ngọc thạch Bắc thì em bán mức giá là 200.000 đồng cho 1 kg ạ. Ngọc thạch Bắc thân to đều đẹp hơn so với ngọc thạch Lào, và mầm con lên cũng rất đều rồi. Còn ngọc thạch Bắc hàng thanh lý em bán với mức giá là 160.000 đồng cho 1 kg. Đây là ngọc thạch Bắc hàng thanh lý nhé. Thân hoa sẽ nhỏ và ngắn hơn, dưới 20cm thì em cho vào hàng thanh lý ạ. Vâng, vừa rồi là tất cả những mặt hàng lan mà cơ sở Lan Rừng Ngọc Bền hôm nay mới cập nhật cũng như là báo giá. Các bạn đặt lan vui lòng liên hệ trực tiếp đến hai số điện thoại hotline là 0984754102 và số điện thoại thứ hai là 0967615815 để được tư vấn và lên đơn hàng trực tiếp. Em Quốc Duy xin chào và hẹn gặp lại vào những clip lần sau.